sẽ đóng đi tất cả những cái đơn hàng này là F4D. Còn cái giá đỡ này là giá đỡ W. Loại này là hai cái đế nha cả nhà. Và loại này thì vô cùng xịn sò luôn. Hai đế nhưng mà nếu mà mình để một điện thoại nó cũng sẽ không bị tên nha. Rất nhiều anh chị em hỏi là một đế để một điện thoại được hay không? Thì được nha cả nhà. Và đây là những cái mẫu F4D của bên em. Xưa nay năm nay là năm thứ 7 rồi để in F4D cho tất cả mọi người. Và cái dòng này là dòng khách đặt riêng nha cả nhà. Có những cái dòng khách đặt riêng nè. Rất là đẹp luôn. Và ốp này cả nhà thấy không? Rất là nhiều mẫu mã. Những cái bên em thì sẽ có một cái list danh sách khoảng chừng hơn 1000 mẫu. Nên anh chị em nào trên chúng ta ưng mẫu nào thì chúng ta cứ chụp hình gửi qua là tụi em in thôi. Đủ chủ đề hết. Dễ thương có, hay là sang trọng có, hay là sang chảnh có, mùa xuân có, mùa thu có, mùa đông có, hay là sexy có. Đó, tất cả những chủ đề chúng em đều có hết. Và đặc biệt là những ví dụ như là những cái mẫu hổ nè, cả nhà thấy không? Năm nay là năm con hổ nè. Thì tất cả những cái mẫu mà hổ rồng này nọ là có hết nha cả nhà. Ok nha. Và ốp thì ốp 4D nó vô cùng cực đẹp luôn. Em là mình đang quay clip cực bé và mọi người thấy cái vân của nó không? Vân của nó nổi vân rất là đẹp luôn. Wow, đẹp quá em. Đó, và đây là những cái mẫu nè. Ốp này dễ thương quá. Cả nhà thấy không? Nè, những cái mẫu ốp. Năm nay là mong năm nhâm dần. Đây những cái mẫu ốp hổ lên ngôi nha. Và có những cái mẫu ốp khác rất là cute luôn. Anh này là anh khách. Khách này cũng là khách ruột của bên mình. Và bán chuyên bán hỗ trợ. Nên rất là nhiều sự lựa chọn. Thì ở ngoài đó dù như có người thích mẫu sang trọng, có người thích mẫu người lớn, có người thích mẫu sting. Thì anh chị em cần cái mẫu nào thì cứ lấy nha. Anh chị em cần cái mẫu nào thì cứ báo với em. Thì chúng em sẽ đóng hàng đi về đây. Cần á thì chúng ta liên hệ ngay nha. Ốp này là ốp 4D, ngoài 4D thì bên em sẽ có thêm ốp kính nè. Ốp kính rồi xong rồi ốp in trên ốp trong cũng có luôn. Và tất cả những mẫu ốp 4D thì nó sẽ có hơn 400 dòng máy nha cả nhà. Dòng nào hot thì cũng có hết. Ngoài iPhone thì tất cả các dòng điện thoại khác em đều có hết nha. Và anh chị em nào cần thì cứ alo nha. Cái mùa này thì ở bên kia thì bây giờ là cấm viên rồi. Nên mọi người đặt ở trên bên Trung Quốc thì bó tay rồi đó, không về được rồi. Và nếu mà mọi người muốn mà chúng ta chủ động cái nguồn hàng ở bên này thì chúng ta cứ liên hệ với bên em, xưởng bên em có thể là tăng ca ngày đêm luôn để mà phục vụ cho nhu cầu của tất cả mọi người. Vì bây giờ nó thật sự là kiếm một cái xưởng để mà sản xuất theo cái mẫu riêng của mọi người như thế này thì rất là hiếm nha, rất là khó luôn. Và chúng em sẵn sàng hỗ trợ mọi người bằng tất cả những cái tấm lòng của mình để mà phục vụ cho mọi người tăng doanh số mùa dịch nha, cũng như là tăng doanh số mùa cắm riêng như thế này. Ok cả nhà, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và bây giờ chúng em sẽ đóng hàng nhanh và luôn cho tất cả mọi người nha.